sai nhỉ? Chào cô. Chia sẻ đi cô, cho có nhiều người xem. Lấy trà này về Bắc Giang bán này, ship về Bắc Giang nhiều lắm. Chào chị Đặng Dung, chào chị Ngọc Nguyễn. Em chào chị Hồ Phương Thảo. Con vào học đi. Chào chị Nguyễn Nhung. Chờ đông đông tí ha. Dạ, chào chị Nguyễn Nhung. Mọi người chia sẻ cho em đấy nhá. Tại hôm nay ngày đầu tiên em livestream á. Thôi thì ít thì em vẫn cứ nói. Tại là hôm nay em livestream em uống trà. Thế nhưng mà tại vì là mấy lúc nãy em lại có suy nghĩ khác. Nên là em lại phải hành động nhìn liền. Người ta nói bộ là những cái người mà hành động liền á thì là người ta dễ thành công. Thế em cũng đang bắt chước người thành công, mà em nghĩ ra một cái là em phải hành động liền. Đấy. Tại vì đây này. Tại vì em đã sử dụng cái trà này là được một hộp rồi mà sang hộp thứ hai rồi. Mà em hôm nay là em chưa dám cân lại, nhưng mà hộp đầu là em giảm được 4 kg. À, em xin lỗi, có cuộc gọi đến. À, cái chà khổ ghê, ngày đầu tiên lên livestream có con đeo dâu nữa lại cứ không biết nó lại, tại vì em vừa nghĩ cái là em livestream ngay đấy, nên là em nghe người ta nói là người thành công nghĩ ra một cái là phải hành động liền không chần chừ, nên là em nghĩ rằng cái em phải làm luôn đấy. Tại vì là em đã uống cái trà này rồi và em thấy nó thật sự là tốt, vì là cơ địa của em là thuộc cái diện là cơ địa lì. Em đã từng uống trà giảm cân mà do chính chị chủ phòng tập gym đã pha cho em uống mỗi ngày mà em đã không giảm được 1 kg nào. À, và có một cái chị mà ngày trước em đi học may á, là nhà chị có anh em ở bên Mỹ hết, và chị ấy cũng gửi về cho nhà, chị ấy cũng gửi về giùm em một 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 vỉ thuốc để giảm cân. Đấy, nhưng mà em uống cũng không giảm được. Nhưng mà em thấy kỳ lạ, cái này làm sao mà em có thể giảm được rất là nhanh. Trong vòng có 14 ngày mà em giảm được 4 kg và 7 phân vùng bụng. Thì em thấy cái mặt hàng này quá tiềm năng. Thứ nhất là nhu cầu rất lớn. Đấy. Và rất là hiệu quả. Người kinh doanh cái sản phẩm như là mỹ phẩm á, thì người ta mua một hộp á, thì người ta phải dùng cả 2 tháng vì hết mà chưa chắc đã thấy được cái hiệu quả. Nhưng mà nếu mà mọi người mà dùng cái trà giảm cân này á, bán cái trà giảm cân á, chỉ trong vòng 14 ngày
thì là mọi người đã thấy nó rõ rệt rồi, nó đã thấy người người ốm hơn hẳn hẳn rồi chứ không thể che giấu được. Như là cái trắng hoặc là cái mịn hoặc cái gì đó thì mình có thể hơi hơi thấy thôi, nhưng mà riêng cái mập với ốm là nhìn một cái là biết ngay. Thì đấy, nên là em thấy hiệu quả nó thật sự là tốt. Nên là tìm một cái sản phẩm tốt để kinh doanh là rất là khó. Nhưng mà em may mắn là em đã tìm được cái sản phẩm này rồi. Nên là em quyết định là không chần chừ nữa. Em cũng đã nghe rất nhiều người thành công nói là nghĩ cái gì thì nên hành động ngay. Thì đối với em, từ hôm nay em sẽ áp dụng. Em chưa bao giờ dám đăng một cái hình nào của em lên Facebook. Đấy, chưa bao giờ đăng một cái hình nào trên Facebook. Em rất là ngại. Mà hôm nay em nghĩ mà cái em dám lên livestream là chứng tỏ là em có một cái nguồn mà nó thật là sự tự tin. Đấy, tự tin vào sản phẩm mình bán. Đó. Tại vì em đã dùng đến 2 hộp rồi. Đấy, em dùng em thấy hiệu quả lắm. Đấy, mà không cần phải ăn kiêng cái gì cả. Mà em lại còn có cách để cho mà nó giảm nhanh nữa cơ. Đấy, giảm nhanh mới thật sự hiệu quả. Ai mà đã mua sản phẩm giảm cân bên em nói thật. Em chia sẻ cái kinh nghiệm em đã dùng 2 hộp rồi. Chắc chắn mọi người dùng sẽ giảm lì mấy gì ạ? Tại vì cơ địa của em dạng là lì rồi. Em là xuất thân từ nông thôn nên là con người em nó săn chắc lắm. Đấy. Nó săn chắc chứ không phải là giống như người thành phố thì ấy thôi, nhưng mà em săn chắc lắm. Nên là cái mỡ bụng của em nó cực kỳ là dày. Đấy, nó dày em không nghĩ là nó có thể xuống được. Mà nó xuống tới 7 phân trong vòng 14 ngày là đúng thật sự là quá hiệu quả. Đó. Thế là em thấy mặt bằng là quá tiềm năng. Mà nó có nhu cầu rất lớn, nam nữ đều dùng được. Đấy. Trẻ em thì từ 12 tuổi lớn lên là có thể dùng được hết. Mà bây giờ béo phì nhiều lắm, nhiều bệnh lắm. Hôm sáng có một cái chị nhắn tin cho em là chồng chị bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ. Thì em bảo ôi thì tốt quá, cái này bên em có hỗ trợ chữa bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ được mà. Chị cứ cho anh uống đi, cho anh uống cái gì là cũng hết luôn đấy. Đây chị ấy không biết là chị đâu, chị ấy đang bận, chứ còn nói thật là em đang rất muốn tư vấn cho chị nữa cái đó. Đấy, nếu mà chị có xem livestream này thì chị cứ 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 suy nghĩ lại, tại vì em chả ngại gì hết, tại vì em bán trà em phải cho mọi người thấy được cái mặt của em. Đó. Thấy em có nhiều khi lại bảo bán trà mà chả thấy cái mặt đâu. Đó. Nên là người thật việc thật, em chả có gì giấu giếm hết á. Đây đây, em đã sử dụng rồi. Nó rất chi là hiệu quả. Đấy. Thế nên là hôm nay là giờ này là em chưa uống trà đấy, tại vì là con mới ngủ xong. Đây là em tranh thủ em nghĩ cái này em đi livestream này. Đấy. Nên là em từ hôm nay là em sẽ thay đổi. Nghĩ ra việc gì thấy tốt làm luôn. Tại vì em làm cái ngành cái nghề này em không nghĩ là em có cái duyên với cái nghề này. Đấy. Thật đấy, ngày trước là em kinh doanh cái hàng thời trang cơ, nhưng mà nói thật nữa, kinh doanh cái ngành ấy mệt lắm. Hàng đổi đi hỏi về, với nhiều khi đăng đăng trên hình là cứ nói là giống y hình, nhưng mà nhiều khi mình nhìn thấy thì không giống, mà nhiều khi ship ra cho khách thì người ta lại bảo không giống, thì mình cảm thấy như thế là mình nói dối á. Thế thì em cảm giác tội lỗi lắm, em không có làm được như vậy. Nên là em phải dừng ngay cái hàng thời trang, em mới bán được có 3 tháng mà em chạy quảng cáo, chị biết không? À, mọi người biết không? Một ngày em chạy quảng cáo 1,5 triệu, 2 triệu. À, mà vẫn không có lời. Tại vì tính em cả nể lắm. Ê, nếu mà người ta có nói mà cứ thấy xui xui cái là coi như là em lại cho dĩ về lại cho ấy. Tính em cả đấy em không làm được vậy. Nhưng mà cái này là đúng là nó là thực sự là mình đã trải nghiệm qua rồi, mà thấy thực sự nó tốt. À, nó tốt nó thật. Đấy. Em thuộc là em sắp tới em sẽ có một cái video của mẹ em ngồi quê. Em gửi trà về rồi. Nhưng mà hiện tại là chưa quay quay video hết á. Nên là em đang 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 chờ mẹ em ngoài quê gửi video. Và trong ngày hôm nay em cũng đăng cái video em đã uống trà được 14 ngày và giảm được 4 kg và bể thân vùng bụng. Cho mọi người thực tế nhìn thấy là nó hiệu quả thật, chứ em không có nói miệng trả tin. Tính như em cũng không tin, nên là em nói cái gì cũng phải thực tế. Đấy. Đây là hôm nay sẵn lên đây á. Là em tiến sĩ luôn. Chị nào mà ở nhà đang nuôi con thì cứ inbox cho em đã học được cách chốt sale rất chi là hiệu quả. Mà nhiều khi người ta có ngưng lại một thời gian, người ta vẫn nghĩ đến cái trà đó, tại vì là cái hàng của mình bán là nó tốt thật,
dù người ta có bỏ đi, người ta dùng một cái trà khác, người ta không hiệu quả rồi người ta cũng quay lại trà em thôi. Em nói thật, nhiều người đã chụp rất nhiều những cái hãng trà khác mang lại đây, mang bỏ là anh đã dùng rất nhiều trà rồi, cái này bị lờn anh không cũng được. Ôi, thế nên thì anh tùy anh thôi, chứ còn là nhiều khi anh cũng hợp, anh không hợp những cái thành phần trà bên đó hoặc là sao. Chứ còn em thấy bên em thì khách dùng thì chưa thấy ai kêu ca gì cả, cô giảm ít giảm nhiều thì vẫn có giảm. Nhưng mà nói thật đó, cái trà mọi người dùng, nhưng mà em nói thật phải do cái nỗ lực của mình đó. Em nói thật, em mà không nỗ lực là em không giảm được 4 kg vậy đâu, tại vì em cần video để em bán hàng. Thật lại nên là em kiên trì lắm, nên là ngày người ta xung báo thì ngày nào uống nước 3 lít, nhưng người ta cứ bảo không uống nước ấm nước lạnh cái gì, nhưng mà em thấy là khi mà uống nước ấm xong á là cái người mình nó vã mồ hôi ra, cái cộng thêm cái trà này này nó đào thải ra con người nó rất là nhanh, rất là nhanh giảm ký. Người mình nó ấm, khi mà cái bụng mình nó ấm này thì nó cái mỡ nội tạng các thứ nó dễ ra hơn. Vì em cũng đã đi giường, đi nằm cái giường hàng 70 triệu của Hàn Quốc người ta giới thiệu rồi, nhưng mà cũng chả giảm được. Cái mèo thấy cái này không biết sao nó kỳ lạ vậy đó, cũng 14 ngày mà nó giảm được 4 kg, mà không phải là nói miệng, tí là em đăng video luôn cho mọi thầy người thấy, mà giảm tới 7 phân vùng bụng. Bụng là cái gì là khó xuống á, nhưng mà không biết sao lại giảm được tới 7 phân vùng bụng mà lại 4 kg nữa. Nên em thật là, nói chung là cũng do em thật sự quyết tâm, em muốn thật sự trải nghiệm xem là cái trà này nó có thật sự tốt hay không. Đó. Nếu mình dùng mà tốt thì mình mới dám bán cho người ta, chứ mà bán hàng mà không tốt thì chỉ bán được vài bữa rồi cũng dẹp thôi, rồi nó cũng ảnh hưởng đến cái thương hiệu của mình, cái uy tín của mình, sau này mình làm cái gì cũng không được đấy. Nên là em rất là kỹ lưỡng trong cái vấn đề chọn sản phẩm đấy. Nhưng mà em đã dùng trước thì em thấy hiệu quả thì em hôm nay em trực tiếp live stream và tuyển sĩ luôn. Em đã biết cách chốt sale làm sao cho mọi người đi rồi nhưng mà vẫn nhớ đến em, một ngày nào đó dùng sản phẩm nào không tốt sẽ quay lại dùng lại sản phẩm của em đấy. Ngay ngày hôm nay họ sẽ không dùng, nhưng mà họ đi thử dùng chỗ khác không được rồi sẽ quay lại với em và mua trà của em dùng và theo cái hướng dẫn của em sử dụng, chắc chắn mọi người sẽ giảm ký. Đó là em đã trải nghiệm qua, chứ còn người không không trải nghiệm thì không thể nói một cái chắc chắn như vậy được, mà có chắc chắn thì không tin. Em nói thật, em chiều nay sẽ có cái video của em lên, và hôm nay thì em uống cái trà này là đến hộp thứ 6 rồi, sang hộp 2 là hộp thứ 6 rồi, còn là 8 hộp nữa, à, còn còn 8 cái gói nhỏ nữa. À, ngày nào em cũng livestream. Ngày bây giờ ngày trước em là quay video, nhưng mà bây giờ em livestream luôn, ngày nào cũng quay video livestream uống trà. À, rồi đến cái ngày cuối cùng em sẽ cân, rồi tất cả là em giảm được tất cả là bao nhiêu ký đó, và vô cái diện cơ địa lì giống như em đấy. Thế nên là tại vì ở xóm em á cũng có mấy đứa nó bán hàng quần áo nhưng mà nó không hiệu quả, thì nó đang hỏi em là để lấy trà về bán, thì em cứ bảo cứ lấy 5 hộp về bán, không được mang qua đây trả cho chị trả lo hàng ấy, hàng bên chị còn không có hàng bán thì chị lo hàng ấy, cứ mang cứ bán thì bán thử đi, mang về đây thì nó thấy em bán thích quá. Tại vì em nhà em tại Đông Con, cái cuộn băng keo nó cứ vứt ở đâu nên là sáng nào cứ sang nhà nó lấy băng keo nhà nó dùng. Thế nên là nó cứ hỏi hôm nay chị bán được mấy hộp, nay chị bán được mấy hộp. Thế thấy em bán ham quá là bảo thôi chị ơi, chị để cho em mấy hộp để em bán thử. Mà cứ lấy thẳng 5 hộp về bán không được mang sang đây trả chị. Đấy, thấy nó bán quần áo chạy quảng cáo cả ngày mà triệu mấy mà, cái đâu phải ít đâu mọi người. Cả triệu mấy người chứ em chạy em biết mà, tại vì em với nó cùng lấy một mối luôn. Một ngày 1,5 triệu, 2 triệu tiền quảng cáo mà chưa thấy lời đâu hết, mà còn hàng đi còn chưa nói hàng về nhá. Nhưng mà riêng cái trà hàng cân người ta đã xác định lấy là người ta lấy, chứ còn ví dụ như 20 hộp thì chỉ về 1 hộp đấy, chỉ về 1 hộp là chứ khách là người ta không có nhà hoặc là cái gì đó, chứ còn không bao giờ người ta từ chối, người ta đã xác định, người ta tin, người ta dùng rồi. Thế hôm qua em có gửi cho một cái anh này, anh là tài xế ở ngoài Nha Trang, nhưng mà anh ấy bảo là anh ở tài xế nhưng mà anh xịt cái diện cấp cao gì mà gửi gửi hàng cho anh ấy, gửi vào biệt thự không à. À, thì anh bảo là anh ấy là người tiên phong đầu tiên, em bán sản phẩm tốt cho anh đi, anh dùng sản phẩm của em là tốt thì em làm ăn sẽ được, tại vì là anh có một tệp khách hàng rất là mập. À, mà tại vì là anh làm cái này này, anh quan hệ với nhiều người đó, mà tại người ta giàu có nhưng mà ta giờ mập lắm mà anh nhìn thấy cũng sợ, mà tại anh 90 kg rồi anh chưa biết cách giảm ký. Mà hôm nay em cứ gửi cho anh 2 hộp đi, nếu anh dùng được thì anh sẽ liên lạc với em. À, thì em mới gửi cho anh ấy sáng hôm nay, thì em cũng đang cầu mong, em cũng đang gửi cho anh ấy những
kinh nghiệm mà em đã giảm ký được rồi đó, để cho anh ấy giảm cân thật là tốt. Nếu anh giảm cân tốt thì anh sẽ giới thiệu khách cho em, đó là cái chuyện quá tuyệt vời rồi đúng không? Đấy, hôm nay sẵn nha, tại vì giờ nó hơi muộn rồi nên em phải uống trà luôn. Mọi người có biết không, em là bị hạ đường huyết vì là do lần trước em giảm ký em không có kinh nghiệm nên là em bị hạ đường huyết, nên là mình là em không dùng được trà luôn á. Biết là cái cơ địa của em cũng không dùng được trà. Bình thường nhà em là chồng em là làm ngành xe mà, nhà em làm ngành xe khách chạy tuyến ra Sài Gòn Đà Lạt á, nên là ngày nào chồng em cũng bị đi muộn hết á, nên là cứ bắt em nấu trà xanh. Thế là cứ rủ dê bảo thôi uống miếng này cho nó giảm cân, thế là cứ uống của một cái làm cua. Nhưng mà ngày em quay cuồng nghĩa là em không uống được trà, người em cái cơ địa là vậy đó đó. Mà không hiểu mà sao 2 ngày đầu uống cái này em cũng bị say trà như vậy, tại vì em bị hạ đường huyết nặng và em cũng bị say trà, cơ địa của em không thể hợp trà. Nhưng mà em lại có nghe một cái ông thầy mà em đã đi học, ông đã nói gì này, cái công tắc trong não mình đi, ông bảo tắt cái công tắc cho mình, đừng có nghĩ là say, tắt đi, đừng đừng có nghĩ là say. Ông có thể nhịn ăn 1 tuần, đến ngày thứ tư là em lên đi tham vấn bệnh của con em, tại vì con cái hôm qua em bị bệnh phổi mà ông ấy dạy khoa học dạy nuôi con á, thì bọn em mà khi mà nuôi con là không phải dùng kháng sinh, mà trong khi con em hôm ấy bị bệnh phổi là em lên em chính cái biệt thự nhà ông ấy, em vào nhà ông ấy em hỏi là cái bệnh của con em, nhờ mà ông ấy khai luôn. Thì ông bảo hôm nay là anh đã nhịn đến ngày thứ tư rồi. Đó, bảo sao mà hôm nay nhìn thấy thầy vẫn bình thường, không không có gì hết, mà trong khi ngày nào ông cũng đi đi mua đồ ăn cho mọi người ăn nhưng mà ông cũng không thèm, mà ông nhịn luôn. Thì em nghĩ là ông ấy bảo, thế em hỏi chứ làm sao mà thầy nhịn được, thì thầy bảo là tắt cái công tắc ở trong não này, mình nghĩ mình không ăn được là không ăn đó, chứ đừng có nghĩ là đừng có nghĩ là ăn, đừng có nghĩ là ăn, là cứ nghĩ ăn thôi chứ mình tắt đi là nó không nạp vào nữa. Thì em nghĩ là em cũng nghĩ, thì làm giống ông ấy em cũng tắt đi, em không có nghĩ đến say trà say chết gì hết. Em chỉ nghĩ là bây giờ mình phải uống để giảm khí, mà giảm khí là mình có cái sản, nếu mà tốt thì mình có sản phẩm kinh doanh, em chỉ nghĩ vậy thôi chứ em không ấy. Đúng 3 ngày sau là em không còn say trà một cái gì hết, mà em không biết nữa. Nói thật em có chia sẻ một số khách hàng đã từng mua trà của em rồi đó, là ngày đầu em không biết, em về em uống luôn 2 viên, 2 ngày đầu uống luôn 2 viên, cơ địa đã giảm mà hạ đường huyết, đã bị say trà mà lại còn uống 2 viên ngày đầu. Em thấy hơi mệt, hơi mệt, mà trong khi mọi người biết đấy, nhà em phải nuôi tới 3 đứa con, mà chiều vẫn phải nấu cơm cho tài xế về nhà ăn nữa, nên là em rất là bận. Mà 2 đứa thì đứa học buổi sáng, đứa học buổi chiều, nó nghĩa là chạy liên tục, vì một đứa nó còn nhỏ mới 16 tháng, em đang cho con bú đấy, nên là em thấy nó thật sự hiệu quả mà đấy, chả có gì ảnh hưởng hết ạ. Mình đang cho con bú, con mình vẫn khỏe bình thường, mình không có tác dụng vụ gì cả đó. Mà mình có thể giảm cân tốt, thì những người bình thường thì em nói cứ kiên trì đi, cứ kiên trì. Nếu mà người nào mà mập cứ kiên trì 2 liệu trình, nếu cứ kiên trì 2 liệu trình, mà ai mà bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ cứ uống vào hết luôn. Một hôm nào đó em sẽ có một cái video của một cái anh này, anh đã hết luôn máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, mà anh là thầy giáo, tại vì em đang 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 lấy cái video nó chưa được nên là em chưa đăng đấy. Thế là nó thật sự là tốt. Mà nói thật cho mọi người có biết không, cái bụng của em đến chiều em đăng cái video mọi người thấy, em tại vì em ở thành phố Hồ Chí Minh nên em tiếp cận được nhiều cái quảng cáo lắm. Em thấy một cái tiệm spa nó có quảng cáo là nó hút mỡ bụng, nó dần mỡ bụng làm sao. Thế em thích quá em cũng inbox, em inbox em hỏi, bảo là chứ chị ơi bây giờ cái vòng bụng của em như thế thì tầm bao nhiêu tiền đó. Thế là chị ấy mới bảo là đây là em chỉ báo trước thôi nhé, nhưng còn chưa chắc chắn. Cái vòng bụng của chị như thế là tầm khoảng 50 đó, đó bà nói tầm là khoảng 50, mà em lại bảo thế à. Thế để em suy nghĩ một tí lại nhá. Em nghĩ thấy là nói thật cái đời điều kiện mình bây giờ ở thành phố mà nuôi 3 đứa con mà đi có tiền 50 triệu đi đi làm cho nhỏ cái vòng bụng thì em thấy là cũng hơi hơi bị lâu. Nên mà may quá, cũng thật sự là may quá. May quá gặp được cái trà này. Chưa bao giờ, đến cái thời thanh niên của em cũng chưa bao giờ em giảm được cái vòng bụng như thế này. Để hôm nào em sẽ quay một cái video thứ ba, là cái video cuối cùng. Cái video cuối cùng để mọi người thấy giảm rõ rệt. Đấy, nên là mọi người muốn kinh doanh nhé, thì cứ 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 như ebook cho em sẽ chỉ cho cách mọi người chốt sale, và mọi người có một cái đơn hàng ấy làm chắc chắn sẽ ra. Tại vì em ở nhà em nuôi tới 3 đứa con, mà tới 3 ông tài xế nữa, mà em còn bán hàng được, còn có hàng. Mọi người ở nhà chỉ có nuôi 1 đứa con thôi thì nó quá dễ dàng, nó quá dễ dàng, không cần có phải 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 phải, phải suy nghĩ gì hết. Nên là mọi người cứ suy nghĩ, nói chung là nếu mà làm
mới làm á, thì tháng đầu á thì mọi người mà tại vì em đã biết rồi, tại vì những cái khóa học mà những kinh doanh hoặc cái gì á em cũng biết sơ sơ, vì em đã biết cái cách tư vấn bán hàng của khách á, tại vì em tính em ham học hỏi lắm, em ở thành phố Hồ Chí Minh mà, nên là người ta cứ mời em đi suốt à, nên là em cũng có một số kinh nghiệm để bán hàng. Và em ngay ngày hôm kia em đã biết được cái cách chốt sale trả đấy, nhưng mà cái thương hiệu của người ta là nó không có nổi tiếng, nên bây giờ mọi người cứ lên trên Facebook mày mày bấm cái trà đó thì nó cũng không ra nữa, chỉ toàn là ra cái trà này không thôi, tại vì cái trà này bây giờ quá nổi tiếng rồi đó. Mọi người cứ kêu đắt 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 nhưng mà cuối cùng quay đi quẩn lại vẫn mua, tại vì là dùng bên kia không được lại quay về đây mua đó. Rất nhiều người gửi cho anh cho em bảo là anh đã dùng cái trà này này rồi, một gói hai gói mà chả có thể giảm được ký nào, thì đấy em bảo anh rồi, em mình dùng bên đây thì anh lại bảo em hơi đắt, nên là quay đi quẩn lại rồi vẫn dùng đấy. Thế nên là muốn tìm một cái sản phẩm kinh doanh là cực kỳ là khó, tốt là cực kỳ khó. Thế thật là, với lại cái sản phẩm này bạn thấy không, nó thể giảm rõ rệt, chả cái gì là giảm rõ rệt bằng cái trà giảm cân đấy. Bạn có kinh doanh nhá, trà cắm trắng hoặc là cái gì nó cũng phải thời gian 2-3 tháng, 2-3 tháng thì với lại xong khi 2-3 tháng thì bạn phải chờ 2-3 tháng bạn lại đi bán lại cho người ta. Nhưng mà trong 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 cái trà giảm cân đấy chỉ cần 10 ngày hoặc thấy hiệu quả họ đã nhắn tin họ mua cho bạn tiếp rồi đấy, nên là bạn rất là dễ bán cái trà này, cực kỳ dễ bán luôn, chứ không phải là người nào chả biết cái gì cũng bán được. Thế là vậy mà bây giờ mà theo cái hướng dẫn của tôi đã trải nghiệm qua rồi á thì mọi người cứ yên tâm chắc chắn sẽ chốt được hàng. Thế nên là tại vì hôm nay livestream là quá đột xuất, tại vừa nghĩ cái là làm luôn, thế nên là không có báo cho bạn bè hay là anh em hay là cái gì hết đến ủng hộ, nên là không biết nó có bao nhiêu lượt xem ấy nhỉ, lúc có giờ không xem bao nhiêu lượt xem, không xem được có bao nhiêu lượt xem. Dung thử qua comment coi bao nhiêu lượt xem Dung ơi. Em sẽ các nhóm và nhiều người đang hỏi hợp tác kinh doanh với em, nhưng mà vẫn vẫn đang còn thắc mắc cái trà này. Đấy, muốn em quay được cái video thứ ba nữa thì là mọi người biết tin. Thế nên là thôi em cứ quay video chào hàng trước. À, tại hôm qua em có quay một cái video em uống trà, thế lại có một cái chị lại nhắn tin chị uống trà mà lại không thấy 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 hộp trà đâu. Thế hôm nay có hộp trà. Hôm nay chị có vào xem thì đây là trà 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 này là trà trà ấy chị nhá. Trong khi đang bị hạ đang viết này. Em làm chị nhìn thấy có gì chị ghi inbox cho em. Chị hôm qua có một chị Bình Tân là chị nói là thuộc cái cơ địa lì, hôm nay em nặng tính em xuống em trực tiếp em giao hàng với chị ấy, và em cách chị cho cái cách chị nó giảm cân một cách trực tiếp và để em quay video của chị ấy. Thế nhưng mà hôm nay em bận quá em không xuống được, em lại phải ship với chị ấy, để nếu mà chị ấy chưa uống bội thì nay mai chắc xuống, tại vì em ở Tân Phú nhà chị ấy Bình Tân thì cũng gần, tại cơ địa của chị nó hơi bị mập, nên là chị nếu mà giảm thì nó giảm rõ rệt lắm, nên là em đang muốn. Thế nhiều người ví dụ như là 50 mấy ký thì nó giảm 1 ký 2 ký thì không thấy rõ, nhưng mà những người như từ 62 64 ký như em 62 ký nó giảm nhìn thấy rõ luôn, nó không thể giấu được. Thế thật cái đó là không thể giấu được, nên là mọi người mà muốn kinh doanh cái sản phẩm này thì cứ inbox cho em. Nói chung là cái này là chúng ta làm theo nhóm, nên là mọi người có lấy trên tổng công ty hay là lấy của em hay là ở đâu thì cũng một giá như nhau, nhưng mà quan trọng người ta làm việc với nhau là làm việc nhóm thì nó sẽ có kết quả tốt hơn. Ví dụ như anh này mạnh cái này, mạnh cái kia để hỗ trợ nhau thì mình sẽ làm việc tốt hơn. Chứ còn nhiều khi mình bạn lên trên tổng bạn đi lấy thì nhiều khi trên tổng người ta lo việc lớn chứ người ta đâu có lo việc nhỏ giống bạn đâu, cho bạn đâu. Nhưng mà chúng tôi thì sẽ lo những việc nhỏ cho bạn. Cái gì bạn cần thì chúng tôi sẽ đáp ứng nhất. À thì làm được thì chúng tôi sẽ truyền đạt cho bạn hết. Vì bạn nếu bạn bán hàng thì chúng tôi cũng được mà, đâu có cái gì đâu. Đấy bạn cứ ấy suy nghĩ về cái sản phẩm này. Tại vì là cái sản phẩm này bạn lên Google bạn tìm kiếm thì mấy tháng gần cuối năm này rồi đấy, bạn lên bạn thấy cái trà này được tìm kiếm nhiều nhất trong tất cả các loại trà đó. Mà bạn đi tất mà bạn có thể xem tất cả những cái hãng bán trà khác, không có một cái hãng bán trà nào mà có nhiều cái video thực tế như hãng trà này để bạn biết đấy, không có một cái video thực tế. Đây bọn tôi mà đã đăng lên á, là phải có video thực tế hết, chứ còn hình ảnh là không ăn thua, tại vì là cái nào có hình, cái tiệm cái thương hiệu nào cũng có hình ảnh rồi,
Hình ảnh thì có chỉnh sửa được, nhưng mà video thì không thể chỉnh sửa được. Như bọn tôi cứ quay quay chơi như thế này thì làm sao mới biết chỉnh sửa gì. Đó. Muốn cắt đi tí cũng không cắt được. Đó. Tại vì là bọn tôi một cái diện là cũng hơi tay ngang thôi chứ không phải là chuyên nghiệp. Đó nên là chỉ có ví dụ như mình uống trà thì ngày đầu tiên mình uống trà thì mình cũng quay vậy thôi. Đó là thực tế. Đó. Nên là mọi người rất là tin. Đó. Nên là cũng... Nhưng mà không phải là tin mà đó là sự thật. Nó là sự thật thì lúc nào cũng phải là người ta tin chứ không phải là vậy. À, bây giờ cũng là 10 giờ mấy rồi. Thì bây giờ để đến lịch đến giờ đi đón cô ăn với nấu cơm cho con ăn rồi. Thì em chào mọi người nhá. Mọi người cứ chia sẻ video đi. Ai mà có cần kinh doanh bán hàng thì cứ inbox cho em nhá. Để em sẽ giúp đỡ mọi người hết. Dạ. Rồi xin chào mọi người. Đó, không quay nữa.